Chào bạn, mình mới đo mắt cận. Họ đưa ra mấy loại mắt kính. Theo bạn này lên mua cái mắt nào tốt? Gọng thì mình có rồi. Khi mà bạn đi đo mắt, ý của bạn này, bạn đi đo mắt ở cái nơi nào đó thì người ta đưa ra loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 10. Nhiều loại quá thì bạn bị rối, bạn không biết chọn cái loại nào hết. Theo bạn thì nên chọn cái nào? Còn bạn ấy không biết thì bạn hỏi mình thì mình trả lời. Và một số các cái gọng thì bạn đã có rồi, mình sẽ không nói về cái gọng nữa mà hôm nay mình nói về cái tròng thôi. Thế thì cái tròng ở đây thì chúng ta biết là chúng ta nên chọn dòng nào nó phù hợp với. Đầu tiên nó phù hợp với túi tiền. Bạn có bao nhiêu tiền? Bạn đang xem như thế này thì bạn có bao nhiêu tiền? Bạn đó có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì nó quyết định cái sản phẩm mà mình muốn chọn. Hai nữa là gì nữa? Ngược lại cái tiền thì cái muốn của mình là gì? Muốn của mình là đeo để thấy rõ là một cái. Cái hai nữa đeo để cho nó đẹp. Cái thứ ba nữa là gì? Đeo để nhìn cho nó sang. Cái thứ tư nữa đeo để cho nó ít tăng độ. Chẳng hạn như vậy thì có nhiều cách chúng ta muốn, tuy nhiên là chúng ta phải chọn ra cái cách nào mà chúng ta muốn nhiều nhất. Thế thì nó từ cái muốn đó nó xác định là chúng ta nên chọn sản phẩm nào nó phù hợp. Ở đây bạn ấy muốn làm nhưng mà không biết nó chọn loại nào, xác định để làm cái gì, chọn cái đó để làm gì. Muốn sáng thì chúng ta chỉ thay một cái cặp mắt đâu đó vài chục nghìn hoặc là 100-200 thôi là đủ rồi. Gọng có rồi mà, thế thì không cần thiết nữa, thì chúng ta chỉ cần sáng thôi, đeo nhìn được là 100-200 là chúng ta đeo được. Chúng ta muốn chống tia UV thì chúng ta thay cái tròng chống tia UV đảm bảo an toàn khi đi ra ngoài nắng, thì tròng đó 280.000 chẳng hạn như vậy. Đeo mà chúng ta cảm thấy an toàn, chúng ta cảm thấy giữ lại cho đôi mắt, và chúng ta phải biết trân quý đôi mắt của mình, vì chúng ta có được hai đôi mắt nhìn được là mừng lắm rồi. Nhiều người không có mắt nhìn và giờ họ cầm gậy nó đi như thế này. Thế thì chúng ta muốn bảo vệ, chúng ta không phải đeo thì gậy giống như các người ngoài kia, thì chúng ta chọn cái tròng chất lượng nó tốt hơn một chút xíu, Hàn Quốc hay là Thái. Nhưng mà ở đây nếu mà mắt kính titan thì chúng ta chỉ được chọn thôi, của Nhật thôi. Chúng tôi không cung cấp cái hàng rẻ tiền, chỉ cung cấp cái hàng đảm bảo giá trị chất lượng cho đôi mắt của mình là hàng của Nhật. Chúng ta sẽ thấy được rằng là bạn không biết chọn cái nào thì ở đây Hòa sẽ chia sẻ cho bạn chọn luôn. Chọn cái hàng Hoya đó, của Nhật, rồi Essilor của Pháp. Đấy, ở trên cái kênh này đều có luôn thông tin ở trên này, bạn chọn cái sản phẩm đúng cái tên Hòa đang nói thì là an toàn. Còn bạn chọn lệch cái tên đó thì bạn sẽ xem lại như thế nào, có phù hợp thì bạn dùng, còn không thì thôi. Thì hai cái sản phẩm của Hòa đang nói thì nó khá là cao tiền, cao lắm. Có nhiều bạn không đeo được đâu, vì sao? Cao quá, không có tiền trả. Nên bạn cứ xem cái giá mà Hòa đã chỉ cho các bạn ở trên kênh để chúng ta hiểu rằng là giá nó bao nhiêu, phù hợp túi tiền của chúng ta không, và đặc biệt nó mang lại giá trị cho chúng ta, nó có lợi gì cho chúng ta thì chúng ta mới dùng, đúng không ạ?